kinh khủng. Phân hoảng. Đấy chị em lấy quyển sổ này. Đấy chị mở được bút hay lên rồi đấy. Ô, người Vích Sóc đã lên. Sao của chị chẳng thấy đâu mà của chị, của Vích Sóc đã nhận lên. Bật của chị cho Vân. Ơi bật hết rồi đây. Ủa Vích Sóc đã đăng cho người vào rồi đã. Ủa Vích Sóc 6 người cả. Kinh nhỉ. Xin chào các chị. Rồi chào các chị nha. Hôm nay các chị vào săn hàng new nhà em nha. Nhà em mới về hôm qua toàn hàng mới, toàn hàng hot thôi các chị nha. Rồi chị nào đang xem cho chấm cho em một chấm này. Em biết các chị đang xem nhá. Các chị bỏ ra mấy giây chia sẻ giúp em cái live stream các chị nhá. Hôm nay nhà em toàn hàng mới đó các chị ạ. Lên đây đi, lên cửa sổ đi. Vích kìa, cửa sổ đi kìa. Cái tủ ở đây kìa. Các chị vào đông đi, em bắt đầu lên hàng mới các chị nhá. Các chị vào đông đi, em bắt đầu lên hàng mới các chị nhá. Hôm nay nhà em toàn hàng hot thôi. Chị nào hôm nay mà bỏ qua cái live stream này nó hơi bị phí các chị nhá. Các chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Các chị chia sẻ live stream đi để đông lượt đông người xem để em bắt đầu em lên hàng mới các chị nhá. Các chị chia sẻ live stream giúp em đi để đông lượt xem để em bắt đầu lên hàng mới các chị nhá. Rồi em chào chị Võ Thị Thanh Tuyền ạ. À. Em chào chị Trinh Nguyễn nhá. Các chị vào đông đi, các chị share live stream giúp em đi, em bắt đầu lên hàng mới các chị này. Áo đang mặc bao nhiêu ạ? À? 63kg vừa không xốp. Chị ơi, áo em đang mặc 220. Là 220 chị nhá. Áo này của mấy size? 44, có 3 size SML. Áo của em có 3 size SML, chị 63kg, chị vẫn vừa size L chị nhá. Chào xốp, chào Sunny Trịnh ạ. À. Hôm trước xem live đặt hàng chốt rồi mà không có ai gọi hay giao hàng. Chị Dương Thùy ơi, đơn của chị muốn em sẽ check lại chị Dương Thùy nhá. Xem sợ gọi được không. Rồi chị nào đang xem cho em xin một chấm đi ạ. Chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Các chị vào đông đi, các chị share livestream cho em đông lượt xem em bắt đầu lên hàng mới các chị này. Các chị vào đông đi, các chị share livestream giúp em bắt đầu lên hàng mới các chị nhá. Chào Vinh Trần ạ. Rồi, áo em đang mặc là 220k các chị nhá. Có rất là nhiều màu nào cũng xinh, kể cả quần cũng thế các chị nhá. Toàn hàng hot thôi, hàng mới xinh cực kỳ luôn các chị nhá. Cái đèn lắc ấy. Của ai lắc? Rồi, các chị bắt đầu vào đi ạ. 21 lượt xem, các chị vào đi, các chị vào đông lên. Em bắt đầu lên hàng mới cho nó có không khí các chị này. Đầu livestream em lên màu hot nhá. Em hôm nay nhà em toàn hàng hot thôi nên các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em để bắt đầu đông lượt xem em bắt đầu lên hàng mới các chị nhá. Không sale hả shop? Thủy Phạm ơi, hôm nay nhà em không sale nhá. Hôm nay nhà em lên hàng mới các chị nhá, bởi vì hàng mới nhà em về rất là nhiều nên hôm nay nhà em sẽ lên hàng mới các chị nhá. Hôm nay toàn mẫu hot thôi, chị nào hôm nay mà không săn mẫu hot nó hơi bị phí luôn. Rồi các chị vào đông thì em bắt đầu lên hàng mới này. Em bắt đầu lên áo nhá. Áo em đang mặc các chị này, các chị nhìn thấy áo em đang mặc màu đen này không ạ? Rất là xinh luôn. Sỏ ngón các chị nhá. Áo em đang mặc là sỏ ngón các chị nhá. Xinh cực kỳ luôn, tiện nữa. Cái này này nó có thể thay áo giữ nhiệt cho các chị này. Các chị cái này bởi vì nó dáng của nó rất là phổ thông các chị ạ. Các chị mặc đi chơi hay đi tập đều được các chị nhá. Mà chất của nó rất là sướng luôn, đanh cực kỳ luôn các chị này. Các chị nhìn thấy chất của bọn đanh cực kỳ, mặc rất là thoải mái, co giãn thoải mái chứ nó không kiểu là không có độ co giãn như mấy cái áo khác mặc khó chịu lắm các chị ạ. Áo này các chị có thể mặc thay áo giữ nhiệt hoặc là đi tập đi chơi thoải mái luôn các chị nhá. Áo em đang mặc này, áo em đang mặc có 4 màu các chị nhá. Áo em mặc có 4 màu này các chị này, áo em mặc có 4 màu này, màu đen này. Màu đen như em đang mặc này. Màu mận này các chị nhá, màu mận này xinh dã man luôn, màu mận này trắng da dã man luôn đấy. Chị nào mà da hơi ngăm một chút mặc màu mận này xinh cực kỳ luôn các chị nhá. Màu mận này các chị này. Màu ghi các chị nhá. Màu nào cũng xinh. Em ưng nhất đợt này về bởi vì chất của nó rất là đẹp luôn. Đợt đầu về chất rất là đẹp luôn. Chị nào mà không lấy áo này nó hơi bị phí luôn các chị ạ. Màu xanh nữa các chị nhá. Áo em mặc này, áo em đang mặc có 4 màu các chị nhá. Áo em đang mặc có 4 màu các chị nhá. Áo em đang mặc đây ạ. 4 màu này mặc tôn dáng cực kỳ luôn các chị này. Các chị nhìn thấy không ạ? Lên form cực kỳ xinh luôn các chị nhá. 4 màu này, màu đen này, màu
màu mận này các chị nhá, 3 size SML ạ. Nhà em đầy đủ size nhá. Màu đen này, màu mận này, màu ghi này và màu xanh các chị nhá. Chị xem mẫu không xỏ ngón, chị Thắm Mạc ơi, mẫu không xỏ ngón à chị ơi. Mẫu không xỏ ngón thì em có mẫu này nhá. Tí nữa em sẽ lên cho chị xem nhá. Mẫu không xỏ ngón, mẫu này cực kỳ xinh luôn nhưng mà nó là dáng crop top các chị nhá. Lát nữa em sẽ lên mẫu này cho các chị nhá. Còn một mẫu không xỏ ngón nữa này chị này. Dáng dài không xỏ ngón đây chị nhá. Form áo này cũng cực kỳ xinh luôn chị nhá. Áo dáng này là không xỏ ngón chị này. Nhưng em thấy mặc xỏ ngón thì nó sẽ điệu hơn chị ạ. Bao nhiêu bạn? Bạn nào Nguyễn Gia Linh ơi, áo em đang mặc là 220k các chị nhá. Áo em đang mặc là 220k, lên dáng cực kỳ xinh luôn các chị này. 220k các chị nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn, các chị nhận hàng mà chất không ưng ý, không như quảng cáo nhá, thì các chị trả gửi trả lại cho em nhé. Em cam đoan là bán hàng y hình các chị nhá. Bao nhiêu ạ? Áo em đang mặc là 220k các chị nhá. Chất này chất thun co giãn 4 chiều các chị nha. Đây là chất thun co giãn 4 chiều các chị nha. Mặc cực kỳ thoải mái luôn, các chị mặc đi tập đi chơi thoải mái. Quần chị mặc bao nhiêu ạ? Chị ơi, quần em đang mặc là 220 chị nhá. Cạp cao cực kỳ luôn chị này. Quần em đang mặc là 220k các chị nhá. Tôn bông cực kỳ luôn. Cậu quần em mặc có 4 màu các chị nhá. Các chị muốn xem màu không ạ? Quần em mặc có 4 màu này. Màu giống em đang mặc này. Màu đen này, màu mận và màu xanh các chị nhá. Quần em mặc có 4 màu này. Màu giống em đang mặc này. Màu giống em đang mặc cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Màu xanh này, màu đen và màu mận các chị nhá. Cạp cực kỳ cao luôn các chị này. Nhìn quả cạp của nó chưa? Này, cao cực kỳ luôn các chị nhá. Mà ren bụng cực kỳ tốt luôn ạ. Không có xanh cô ba nào shop. Chị Sunny chị ơi, chị đang hỏi áo hay quần màu xanh cô ba đấy ạ. Hoa xương rồng, úi giời tôi hết tiền rồi. Bao nhiêu ạ? Chị ơi, áo em đang mặc là 220k và quần em mặc cũng là 220k các chị nhá. Áo 220k và quần cũng 220k các chị nhá. Áo em mặc là 220k các chị nhá. Áo em đang mặc đây ạ. 220k. Co giãn thoải mái luôn các chị này, các chị nhìn rõ không ạ? Co giãn thoải mái luôn các chị nhá. Các chị nhìn rõ không ạ? Chất co giãn thoải mái luôn, mặc dễ chịu cực kỳ luôn. Nó không phải là dạng áo không co giãn em mặc khó chịu lắm. Loại này co giãn thoải mái, các chị mặc thoải mái, có sỏ ngón các chị nhìn rõ không ạ? Áo em đang mặc có sỏ ngón các chị nhá. Áo em mặc có sỏ ngón nhá, nhìn điệu cực kỳ luôn. Mà đi đường ấy các chị kéo cái ngón này xuống nó đỡ bị lạnh này, gió nó đỡ lùa vào đỡ lạnh, tầm này thời tiết đang lạnh. Áo y shop, chị ơi áo màu xanh cô ban thì không có đâu chị nhá. Nhà em chỉ có màu xanh này thôi chị nhá. Đây ạ. Màu xanh này, nhà em có xanh này chị ơi. Màu xanh này mặc tôn da cực kỳ luôn ấy. Đây chị này. Áo nhà em chỉ có màu xanh này thôi chị nhá. Áo em mặc là 220k, quần cũng 220k các chị nhá. Quần 55kg mặc size L vừa không ạ? Chị Sương Hoàng ơi, chị vừa chị nhá. Chị Sương Hoàng mặc size L vừa chị nhá. Áo em đang mặc là 220k chị Uyên Uyên Nguyễn nhá. Chị Sương Hoàng ơi, em 53 cân mà em đang mặc size S trên M đây chị này. Em 53 cân mà em đang mặc S trên M đây chị nhá. Chị 55kg vừa thoải mái luôn. Nhà em còn đủ size tại vì mới về hôm qua mà. Chị xem áo và quần vừa gửi trong mét ấy. Chị Thắm Mạc ơi, áo và quần nào ạ? Nhân viên lát nữa nhân viên em sẽ check chị nhá. Bởi vì em đang lên hàng new, em lên từng mẫu một các chị nhá. Nếu mà các chị chị 52kg, cao 1m58. Chị mặc vừa size M nhá, chị Pakachi nhá. Áo em mặc là 220k, áo em đang mặc là 220k, quần em mặc là 220k các chị nhá. Đồng áo 220 và quần cũng là 220 các chị nhá. Áo em mặc có 4 màu ạ, màu đen này, màu đen như em đang mặc các chị này. Áo em đang mặc có 4 màu này, màu đen giống em đang mặc này. Màu xanh các chị nhá, các chị nhìn rõ màu xanh không ạ? Đây ạ, màu xanh này. Màu ghi này. Màu mận này. Áo em mặc có 4 màu các chị nhá, màu mận này các chị nhìn rõ màu mận không ạ? Màu nào cũng rất là xinh và cực kỳ dễ mặc luôn các chị nhá. Màu mận này, màu ghi này, màu xanh và màu đen em đang mặc các chị nhá. Màu nào cũng rất là xinh, rất là dễ mặc mà chất thun co giãn 4 chiều cực kỳ thoải mái luôn các chị này. Các chị nhìn thấy không ạ? Chất cực kỳ thích luôn. Áo bao nhiêu vậy shop? Chị ơi áo em đang mặc là 220k chị nhá. Áo em đang mặc là 220k.
Cho ấy nhở? Không có em cho. Hay là tút cái bóng kia ra xem. Bóng đợi em mới thử tút cái gì. Đấy, dịu hơn rồi đấy. Ủa, để thế thôi. Được, được. Rồi, bóng. Áo em mặc là 220k các chị nhá. Áo em đang mặc là 220k, còn quần em đang mặc cũng là 220k luôn các chị nhá. Cả áo và quần đều 220k các chị nhá. Áo em mặc có 4 màu ạ. Áo em mặc có 4 màu, màu đen này, màu xanh các chị nhìn rõ không ạ? Màu đen này, màu xanh này. Màu xanh đây ạ. Màu ghi này, và màu mận các chị nhá. Còn quần em mặc là cũng có 4 màu các chị này, màu mận này, màu xanh này, màu đen và màu em mặc các chị này, màu em đang mặc này cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Các chị nhìn rõ không ạ? Màu em nó mặc cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Cao 1m63, nặng 58kg, mặc size gì vậy bạn? Chị Phương Huỳnh ơi, chị mặc size L, chị Phương Huỳnh nhá. À, chị ơi, cả áo và cả quần, áo là... áo và quần nhà em đều đủ size SML các chị nhá. Áo và quần nhà em đều đủ size SML chị nhá. Chị Hạnh Minh ạ. À. Chị ơi, cả áo và cả quần. Cả áo và cả quần nhà em đều đủ size SML cho các chị chọn nha các chị nhá. Áo là 220k và quần cũng là 220k các chị nhá. Quần em đang mặc các chị này, tôn bông cực kỳ luôn các chị nhìn thấy không ạ? Và nó nịt bụng cực kỳ tốt luôn các chị nhá. Các chị nhìn thấy không ạ? Gen bụng cực kỳ tốt luôn mà cặp của nó cao lắm các chị nhá. Nó không phải là dạng cặp lửng lơ đâu, cặp của nó cực kỳ cao và gen bụng cực kỳ tốt luôn các chị nhá. Quần em mặc có 4 màu ạ, màu giống em đang mặc này, màu đen này, màu mận và màu xanh các chị nhá. Áo em mặc cũng có 4 màu các chị này, màu đen em đang mặc các chị nhá. Màu đen này, màu xanh này. Màu ghi này các chị nhá, màu ghi này và màu mận các chị nhá. Áo em mặc có đủ 4 màu này, màu mận này, màu ghi này, màu xanh và màu đen em đang mặc nhá. Đủ size SML các chị nhá. Chị lấy kiểu áo mẫu đang mặc màu đen. Chị Pakachi ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ của chị nhá. Chị Pakachi cho em xin số điện thoại và địa chỉ chị Pakachi nhá. Áo em mặc đủ size SML này, có 4 màu các chị nhá. Áo em mặc có 4 màu này, màu đen giống em đang mặc này, màu xanh các chị này, màu xanh này xinh dã man luôn các chị này, màu xanh nữa chị nhìn rõ không ạ? Màu này màu xanh than, thế ở ngoài nó sẽ đậm hơn một chút nhá, vào trong like thì nó hơi hơn, nó sáng nên là nhìn nó hơi nhạt các chị nhá. Ở ngoài màu xinh cực kỳ luôn, màu mận các chị này, màu mận này và màu ghi các chị nhá, xinh dã man luôn. Còn chị nào mà không thích dáng sỏ ngón ạ, chị nào mà thích form như thế này mà không thích có sỏ ngón như thế này các chị nhá, thì nhà em có mẫu này ạ, nó cũng tương tự như thế nhưng mà nó không có sỏ ngón các chị nhá. Mẫu này cũng có màu vàng này, màu nút và màu đen các chị nhá, màu cam hoặc màu đen các chị này. Chị nào mà không thích mẫu sỏ ngón ạ, chị nào mà không thích mẫu sỏ ngón nhưng mặc mà thích form tương tự như áo này thì nhà em có mẫu này các chị nhá. Giá 200. Có 3 màu ạ, màu vàng này, màu đen và màu cam hồng các chị nhá. 3 màu nào cũng cực kỳ xinh luôn. Mấy cái mẫu áo này nó rất là dễ mặc, bởi vì sao ạ? Bởi vì là nó là dáng rất là phổ thông, các chị có thể mặc đi chơi hay là đi tập thoải mái luôn các chị nhá. Cho em một quần đen size L mà chờ em xem thêm rồi em chốt đơn luôn. Ok chị Sương Hoàng nhá, chị Sương Hoàng cho em xin số điện thoại và địa chỉ của chị Sương Hoàng nhá. Bao nhiêu ạ? Chị Hiền Hiền ơi, áo em đang mặc là 220k và quần em đang mặc cũng là 220k chị nhá. Áo em mặc là 220k và quần cũng là 220k luôn chị nhá. Ok chị Pakachi nhá. Áo và quần em đang mặc đều có đủ size SML cho các chị chọn các chị nhá. Áo và quần em đang mặc đều đủ size SML các chị nhá. Áo em mặc có 4 màu ạ, màu đen này, màu ghi các chị nhá, màu mận và màu xanh coban các chị này. Màu xanh coban này cực kỳ xinh luôn, em thấy màu nào cũng rất là xinh và dễ mặc. Nhất là ở cái chất này các chị này, nhận các chị mà nhận mà các chị mà ở ngoài mà đến tận được shop ấy mà thử cái chất này cực kỳ sướng luôn các chị nhá. Các chị sờ chất luôn, cực kỳ sướng luôn. Các chị mà có thời gian các chị đến tận shop các chị xem, chất của áo này cực kỳ xinh luôn. À, giá áo quần bao nhiêu vậy shop? Chị Oanh Nguyễn Thị ơi, áo em mặc là 220k và quần em mặc cũng là 220k chị nhá. Quần em mặc chất liệu gì vậy? Chị ơi, quần em mặc là thun co giãn 4 chiều chị nhá. Mặc thoải mái cực kỳ luôn. Các chị nhìn thấy không ạ? Cực kỳ tôn mông các chị này. Nó nâng mông cực kỳ tốt và cặp của nó cực kỳ cao các chị nhìn rõ không ạ?
cạp cổ quần cực kỳ cao luôn nhá. Và gen bụng cực kỳ tốt. Chị nào mà bụng to một chút thì gen bụng cực kỳ tốt luôn. Thì mua em này đúng là không phải là một điều, bỏ ra 220k mua em này đúng là không phải là, không phải nuối tiếc một chút nào luôn. Có rồi, em mua hàng bên mình rồi, chị xem trong tin nhắn. Ok chị Sương Hoàng, chị Sương Hoàng nhá. Chị inbox bên em sẽ check chị nhá. Áo em đang mặc là 220k và quần cũng là 220k luôn các chị nhá. Quần em mặc có 4 màu ạ, quần em mặc có 4 màu ạ. Màu giống em đang mặc này, màu mận này, màu đen và màu màu xám các chị nhá. Màu này ạ. Màu nào cũng rất là xinh, nói chung là quần hay áo màu nào nha. Lần này em về màu nào cũng rất là xinh luôn các chị ạ. Chị nào mà không thích mẫu sỏ ngón như áo em đang mặc này nhưng mà vẫn thích cái form kiểu như thế này các chị nhá. Áo này có sỏ ngón các chị nhá. Những chị nào mà thích sỏ ngón thì nên lấy một em này, bởi vì em thấy nó cực kỳ tiện và mặc cực kỳ xinh luôn. Còn chị nào mà vẫn thích form này nhưng mà không thích sỏ ngón thì nhà em có mẫu khác. Nó có 3 màu các chị nhá. Màu đen này các chị này. Màu đen nhá. Màu cam hồng và màu vàng các chị nhá. Màu nào cũng rất là xinh. Chị nào mà không thích sỏ ngón bởi vì mặc nó hơi bất tiện thì các chị lấy sang mẫu này cho em nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn, lên form của áo này cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Cam hồng này, màu cam hồng này, màu đen này. Màu cam hồng, màu đen, màu vàng các chị nhá. Còn chị nào mà thích sỏ ngón thì cứ quất luôn mẫu này cho em, bởi vì nó quá là xinh luôn các chị. Mà không mua thì đúng là quá là đáng tiếc ấy. Chị nào mà cảm thấy, chị nào hay mà thích mặc sỏ ngón như em thì các chị lấy luôn cho em một con này, mặc cực kỳ xinh luôn. Từ chất liệu cho đến form luôn các chị nhá. Ok, chị Sương Hoàng ơi, quần em đang mặc là quần dài chị nhá. Quần em đang mặc chị thấy gọi là quần dài các chị nhá. Nhà em có mẫu quần lửng mới về cực kỳ xinh luôn. Em sẽ lên mẫu đấy, mẫu thứ hai các chị nhá. Mẫu quần lửng em mới về cực kỳ xinh luôn. Mặc cho chị xem quần. Chị ơi, áo. Ok, chị Sen Nguyễn nhá. Áo màu xanh đen. Ok, chị Sen Nguyễn nhá. Áo su. Chị Pakachi ơi, chị comment gì em vẫn chưa hiểu. Chị comment lại giúp em với nhá. Chị ơi có áo khoác không ạ? Chị ơi có áo khoác, bây giờ em sẽ lên một mẫu áo khoác cực kỳ xinh cho các chị xem nhé. Bây giờ em sẽ lên áo khoác cho các chị xem nhá. Giá bao nhiêu vậy bạn? Chị ơi áo em đang mặc là 220k. Áo mà em đang mặc sỏ ngón là 220k. Thế còn quần em đang mặc cũng là 220k luôn các chị nhá. Cả áo cả quần đều 220k luôn ạ. Còn mẫu áo giống như em đang mặc mà không sỏ ngón là 200k các chị nhá. Em lên một mẫu áo khoác cho các chị xem nhá. Em lên mẫu áo khoác cho các chị xem nhá. 320. Mẫu áo này cực kỳ xinh mà chất xinh dã man luôn, từ form đến chất đến dáng không chê vào đâu được luôn các chị này. Các chị nhận hàng kiểm tra hàng xem đúng những lời quảng cáo không các chị nhá. Đây ạ. Lên form cực kỳ xinh luôn các chị này, có đủ màu các chị nhá. 4 màu các chị này. 320k các chị nhá. Áo khoác em đang mặc các chị này, áo khoác em đang mặc này 320k có 4 màu ạ. Màu hồng này, màu đen này, màu ghi và màu em đang mặc các chị nhá. Áo khoác em đang mặc là có 4 màu ạ, 320k có 4 màu các chị nhá. Màu em đang mặc này, màu ghi này, màu đen và màu hồng các chị nhá. Áo dài tay bao nhiêu? Chị Vân Moon ơi, áo dài tay em đang mặc bên trong là 220k chị nhá. Bao cho các chị giặt không ai không xù luôn. Chất từ áo và quần em chất cực kỳ đẹp luôn. Các chị giặt máy giặt thoải mái không ai không xù luôn các chị nhá. Các chị nhận hàng và sờ cái chất của nhà em là các chị biết rồi. Chị nào mà đã mua hàng của nhà em thì biết rồi đấy ạ. Nhà em cam đoan chỉ bán hàng loại 1, không bán hàng loại 2 nhá. Nên là các chị đừng so sánh. Thứ nhất là các chị đừng so sánh giá. Thứ hai là đừng so sánh chất của nhà em với những hàng loại 2 các chị nhá. Chị ơi loại áo khoác có mũ à chị? Chị ơi áo khoác có mũ thì hôm nay nhà em không lên chị nhá. Áo khoác có mũ hôm nay nhà em không lên, thì em lên những áo khoác cổ tàu này trước chị nhá. Áo em đang mặc áo khoác này, áo khoác em đang mặc là 320k nhá. Thì con áo bên trong em đang mặc là 220k các chị này. Áo bên trong em đang mặc có sỏ ngón các chị nhá. Áo bên trong em đang mặc có sỏ ngón ạ là 220k. Còn áo khoác em đang mặc là 320k các chị nhá. Áo khoác nhà em có đủ màu này, màu đen này các chị này, màu đen này. Màu đen này, màu hồng và màu ghi các chị nhá. 3, 4 màu nào cũng rất là dễ mặc.
màu ghi này, màu đen này, màu hồng này, và màu em đang mặc đây các chị nhá. Một áo bên trong em đang mặc là 220k, có đủ màu ạ, đủ size SML. Mặc cái hồng em xem với. Ok chị Vân Moon nhá, em mặc hồng cho chị, em lên hồng cho chị xem nhá. Nói chung là bốn màu, màu nào cũng cực kỳ là dễ mặc luôn, nên các chị không phải lo đâu các chị nhá. Em sẽ lên màu hồng cho các chị xem nhá. Em lên màu hồng cho các chị xem nhá. Màu nào cũng cực kỳ là dễ mặc luôn các chị này, màu hồng lên xinh dã man. Các chị này. Đây ạ, màu hồng đây các chị nha, em lên màu hồng đây cho các chị xem này, màu hồng lên dáng cực kỳ xinh luôn các chị này. Tôn dáng cực kỳ luôn các chị nhá. Sỏ ngón cực kỳ dễ mặc luôn ạ. À, đã mua rất nhiều đồ của shop rất chất rất. Cảm ơn chị Linh Hương nhá. Dưa mũ về. Chị bác bác ơi, chị comment gì em vẫn chưa hiểu, chị comment lại giúp em với ạ. Mông 95 size nào chị? Chị Táo gây mê ơi, chị đang hỏi quần ạ. Mông 95 chị mặc giúp em size L nhá, chị comment giúp em chiều cao và cân nặng được không ạ? Có like xét bộ không em? Chị ơi, đây chị nhá. Đây các chị nhá. Các chị nhìn thấy áo không ạ? Lên form cực kỳ xinh luôn các chị này. Các chị nhìn chất của nó đi, cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Chất của áo cực kỳ đẹp luôn, bao cho các chị giặt máy ra thoải mái, không bay không xù luôn các chị nhá. Các chị mua hàng, chị nào mà mua hàng nhà em rồi thì biết đấy ạ. Nhà em chỉ bán hàng loại 1, không bán hàng loại 2, nên các chị mua hàng nhà em các chị yên tâm nhá. Đừng hỏi nhà em là hàng loại mấy, nhà em chỉ bán hàng loại 1, không bán hàng loại 2 các chị nhá, nên các chị yên tâm ạ. Áo ngoài à, áo khoác ngoài em đang mặc là 320k các chị nhá. Áo khoác ngoài em đang mặc đây là 320k, còn áo em bên trong em mặc này các chị này, áo bên trong em mặc có sỏ ngón các chị nhá là 220k, còn quần em mà mặc là 220k các chị nhá. Áo khoác ngoài em đang mặc là 320k, còn áo bên trong em mặc là 220k các chị nhá. Chị lấy một đen màu, chị lấy một đen mẫu mặc và một vàng dáng dài không sỏ ngón nha. Ok chị Pakachi nha em, ok chị Pakachi ạ. Áo có size không chị? Chị ơi, cả áo cả quần nhà em đều đủ size SML chị nhá. Cả áo cả quần nhà em đều đủ size SML các chị nhá. Cả áo và cả quần nhà em đều đủ size SML, nên các chị comment giúp em. Chị nào mà ưng mẫu nào thì comment giúp em chiều cao và cân nặng, bên em sẽ ướm size và gửi cho các chị nhá. Áo khoác vừa đi size hả chị? Chị ơi, áo khoác nhà em là có size chị nhá. Cả áo cả quần nhà em đều có size ạ, đều đủ size SML cho các chị nhá các chị nhá. Chị nào mà lấy mẫu nào thì comment giúp em chiều cao và cân nặng, bên em sẽ ướm size và gửi cho các chị nhá. Áo đen 220k. Ok chị Trần Thị Mỹ nhá, chị Trần Thị Mỹ ơi, chị cho em xin địa chỉ của chị nhá. Mẫu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu đấy ạ? Chị ơi, em cao 1m65 và em 53 cân chị nhá, em đang mặc size S ạ. Giá bao nhiêu? Áo em mặc là 320k các chị nhá. Áo khoác ngoài em đang mặc là 320k và có 4 màu các chị nhá. Màu hồng này, màu hồng em đang mặc các chị này, màu hồng em đang mặc này, màu đen này, màu đen này, màu ghi này, và màu xanh các chị nhá. Màu xanh này là xanh kiểu như xanh cốm ấy các chị ạ. Mặc xinh cực kỳ, em vừa lên màu xanh đấy, mặc xinh cực kỳ luôn. Màu xanh này, màu ghi này, màu đen này, và màu hồng em đang mặc các chị nhá. Màu nào cũng cực kỳ dễ mặc và lên form lên dáng cực kỳ xinh luôn, các chị nhìn rõ không ạ? Áo khoác ngoài em vừa lên là có 4 màu chị nhá. Áo khoác ngoài em đang mặc là có 4 màu ạ. Áo trong chị mặc có mấy màu chị? Chị Duyên Duy ơi, áo bên trong em mặc là có 4 màu chị nhá. Áo bên trong em mặc là có 4 màu các chị nhá. Màu đen em đang mặc này, áo bên trong em đang mặc là có 4 màu này. Rồi, áo bên trong em đang mặc là có 4 màu các chị nhá. Màu mận này, các chị ạ, áo bên trong em mặc là có 4 màu các chị nhá. Màu mận này, màu mận này, màu xanh này, màu đen em đang mặc các chị nhá. Màu đen em mặc nữa các chị nhá.
220k. Mẫu cao bao nhiêu? Chị 67kg mặc vừa không cái. Chị Sơn Ca Nguyễn ơi, 67kg là chị đang hỏi áo hay quần đấy ạ? Chị 67kg nhưng mà chị cao 1m bao nhiêu ạ? Áo màu hồng đang mặc size gì? Chị Hải Đỗ ơi, áo em đang mặc là size S chị nhá. Ở trong có túi không chị? Chị ơi, ở bên trong nó không có túi nhá. Áo này không có túi các chị nhá. Áo này không có túi các chị nhá. Áo này không có túi đâu các chị ạ. Nó chỉ có sỏ ngón thì áo này không có túi các chị nhá. Áo bên ngoài em mặc là 320k, đủ size SML các chị nhá. Áo bên trong ạ, áo bên trong em mặc cũng là có đủ size SML nhá. Quần em cũng mặc có đủ size các chị nhá. Chị nào mà là ưng mẫu nào thì comment giúp em chiều cao cân nặng này cộng mẫu này, em sẽ comment em sẽ ướm size cho các chị nhá. Áo này lên form cực kỳ xinh luôn các chị ạ, các chị nhìn thấy không ạ? Lên form cực kỳ xinh luôn. Mặc cổ này mặc rất là trẻ trung và năng động các chị nhá. Cái cổ này mặc lên rất là xinh này, mặc cổ áo rất là xinh này, cổ tàu dạng cổ tàu này. Rất là dễ mặc và dễ phối các chị nhá. Sỏ ngón nữa các chị nhá, tiện. Những cái áo có sỏ ngón mặc cực kỳ tiện luôn các chị ạ. Áo ngoài em mặc này các chị này, áo ngoài em mặc là có 4 màu các chị nhá. Màu hồng em đang mặc này, màu đen này, màu ghi và màu xanh cốm các chị nhá. Áo ngoài em mặc là có 4 màu ạ, màu hồng này, màu ghi này, màu xanh cốm và màu đen các chị nhá. Áo khoác em đang mặc là 320k, còn áo bên trong em mặc là 220k các chị nhá. Áo khoác ngoài em mặc là 320k, còn áo bên trong em mặc là 220k các chị nhá. Tất cả đều còn đủ size SML các chị ạ. Áo ngoài màu xanh đúng không ạ? Em sẽ lên lại cái màu xanh này cho các chị xem nhá. Em lên lại cái áo màu xanh, áo khoác ngoài màu xanh này cho các chị xem các chị nhá. Màu xanh cổ lên cho các chị xem các chị nhá. Đây ạ, màu xanh cổ xinh cực kỳ luôn các chị này. Áo này á, mình cài khóa hay là để buông ra cũng đều nhìn rất là. Đây các chị nhá. Màu xanh cổ đây các chị ạ. Màu xanh cổ đây các chị nhá. Áo khoác ngoài màu xanh cổ đây ạ. Xinh cực kỳ luôn các chị này. Màu xanh cốm rất là xinh các chị nhá. Các chị nhìn rõ không ạ? Áo này lên form, lên dáng cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Áo trong chị mặc có mấy màu chị? Chị Duyên Duy ơi, áo bên trong em mặc là có 4 màu chị nhá. Đây là em cho các chị xem màu áo bên trong em đang mặc nhá. Đây các chị nhá, áo bên trong em mặc này, áo bên trong em mặc này có màu đen này, màu đen ạ, à, màu đen giống em đang mặc các chị nhá, màu xanh ạ, à, màu xanh coban các chị nhá, màu xanh coban này, màu mận các chị ạ, à, màu mận này, màu mận này, màu xanh coban và màu đen các chị nhá, 220k đủ size SML các chị nhá. Chị nào mà ưng mẫu nào thì comment giúp em chiều cao và cân nặng này, cộng màu em sẽ ướm size cho các chị nhá. Áo bên trong em mặc là có 3 màu các chị nhá, màu đen này, màu đen này, màu mận này, màu đen này, màu mận này, màu xanh này. Đủ size SML ạ. Các chị chỉ việc comment chiều cao và cân nặng em sẽ ướm size cho các chị nhá. Ô, cái này bị sao vậy? Cái này máy kia sao vậy? Sao tự nhiên? Có xỉ không chị? Đấy chị Bùi Thị Dung ơi, chị muốn xỉ thì chị inbox trực tiếp cho shop nhá chị nhá. Chị muốn lấy xỉ thì chị inbox trực tiếp cho shop chị nhá.
Áo ngoài em đang mặc là 320k các chị nhá. Áo khoác ngoài em đang mặc là 320k. Áo khoác ngoài em đang mặc là 320k. Áo bên trong em mặc là 220k các chị nhá. Đều đủ size SML các chị nhá. Quần em mặc cũng thế ạ. Quần em mặc cũng đủ size SML các chị nhá. Quần em đang mặc cũng đủ size SML và có rất là nhiều màu, màu nào cũng xinh các chị ạ. Chị nào đang xem bỏ ra 3 giây chia sẻ giúp em livestream cái livestream nhá, để đông người vào xem em sẽ lên mẫu mới các chị nhá. Em sẽ sang mẫu mới các chị share livestream nhiệt tình giúp em để đông lượt view, em sẽ lên mẫu mới các chị. Hôm nay toàn mẫu hot thôi. Các chị xem mạnh tay giúp em đông lượt xem để cho các chị khác vào săn hàng mới nhà em các chị nhá. Chị nào muốn xỉ thì inbox trực tiếp cho shop các chị nhá. Em sẽ sang mẫu mới các chị nhá. Em sẽ lên một mẫu quần lửng các chị nhá. Em sẽ lên một mẫu quần lửng cực kỳ xinh luôn, toàn màu xinh luôn các chị. Em sẽ lên quần lửng cho các chị xem nhá. Rồi em lên một mẫu quần lửng cho các chị xem nhá. Mẫu quần lửng này cực kỳ xinh đúng không? Chị này toàn màu xinh đúng các chị ạ. Em sẽ lên mẫu quần lửng mới này cho các chị xem nhá các chị nhá. Mẫu quần lửng và mẫu áo mới đấy cho nhà em các chị xem nhá. Quần nhà em có chỉ có hai màu mới, hai màu. Hai màu là màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần lửng này nhà em bây giờ chỉ có hai màu các chị nhá, sẵn hai màu ạ. Là màu nâu mà là màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần lửng nhà em bây giờ sẵn hai màu ạ. Màu nâu và màu vàng các chị nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm với ạ. Chị nào đang xem cho em xin một chấm với các chị nhá. Mẫu quần lửng em đang mặc các chị này. Mẫu quần lửng em đang mặc các chị nhá. Mẫu quần lửng em đang mặc này có hai màu ạ. Màu nâu và màu vàng các chị nhá. Toàn màu xinh thôi. Mẫu quần lửng này mình mặc màu nổi cực kỳ xinh các chị nhá. Bởi vì khi mình mặc quần nổi thì mặc quần màu nổi một chút thì nhìn mông của mình lên, nó lên rất là đẹp luôn các chị ơi, nhìn rõ không ạ? Mẫu quần lửng này lên form cực kỳ xinh luôn các chị này. Hai màu ạ, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần lửng này nhà em sẵn hai màu ạ, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Em màu xanh đang về. Có cả màu đen và màu xanh nữa nhưng mà bây giờ mình đang về, còn hiện tại sẵn tại shop thì sẽ có hai màu các chị nhá. Màu nâu và màu vàng các chị nhá. Hai màu này rất là tây, mặc lên rất là trẻ trung luôn các chị này. Các chị nhìn thấy không ạ? Mặc cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Chị Xuân Phương Lê ơi, chị đang hỏi áo hay quần ạ? À? Quần nhà em là 180k chị nhá. Quần này nhà em là 180k chị nhá. Quần em đang mặc là 180k chị nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm với ạ. Chị nào đang xem cho em xin một chấm các chị nhá.
Quần em đang mặc là có hai màu các chị nhá, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần em đang mặc là có hai màu ạ, màu nâu và màu vàng ạ, 180k các chị nhá. Áo ạ, áo em đang mặc là 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k ạ, có 3 màu. 3 màu các chị này, áo em mặc là có 3 màu các chị nhá. Áo em nó mặc là còn là có 3 màu các chị nhá. Còn quần em mặc là có 2 màu ạ. Quần em nó mặc là có 2 màu, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Áo đây, áo em nó mặc là có 3 màu các chị này. Áo em mặc là có 3 màu các chị nhá. Màu xanh này, màu hồng này và màu vàng em mặc các chị nhá. Chất thun lạnh các chị nhá. Màu hồng này, màu xanh này và màu vàng em mặc các chị nhá. Chất thun lạnh các chị ạ, 200k các chị nhá. Chị nào đang xem em xin một chấm nha, chị nào đang xem em xin một chấm nhá. Áo em mặc có 3 màu các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu ạ, màu vàng này, màu xanh này, màu ghi ạ, kiểu màu ghi ạ. Và màu hồng các chị nhá, và màu vàng em mặc nữa là có 3 màu ạ. Còn quần ạ, quần lửng này, quần lửng em đang mặc là có 32 màu các chị nhá. Màu nâu và màu vàng các chị ạ. Quần em mặc là có 2 màu ạ, sẵn tại shop là có 2 màu các chị nhá. Màu nâu và màu vàng các chị nhá. Có cả màu xanh và màu đen, nhưng mà màu xanh và màu đen hiện tại bây giờ mới đang về ạ. Còn sẵn tại shop bây giờ chỉ có 2 màu các chị nhá, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần em mặc là 180k các chị nhá. Quần em mặc là 180k các chị ạ. Áo trong chị mặc có mấy màu chị? Áo em mặc là 200k các chị nhá, chất thun lạnh ạ. Áo em mặc là 200k chất thun lạnh có 3 màu các chị nhá. Màu vàng này, màu ghi này, kiểu màu xanh ghi á, các chị nhìn rõ không ạ? Đây ạ. À, màu vàng này, màu xanh ghi này và màu màu hồng các chị nhá. Kiểu là hồng, màu hồng cam ấy, màu nào mà cũng rất là xinh. Em cho các chị xem đằng sau áo nhá, cực kỳ xinh luôn các chị này. Áo này đằng sau áo này cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Đây ạ, đằng sau áo cực kỳ xinh luôn các chị này. 200k các chị nhá. À, lấy em cái màu vàng chị 49kg mét 55. Chị Duyên Duy ơi, chị comment giúp em số điện thoại và địa chỉ của chị nhá. Chị mặc vừa size M chị nhá. Chị Duyên Duy mặc vừa size M, chị comment giúp em số điện thoại và địa chỉ chị nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm với ạ. Chị nào đang xem cho em xin một chấm với các chị nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm để em lên hàng mới. Hôm nay nhà em về rất là nhiều hàng mới luôn các chị nhá. Hôm nay nhà em về rất nhiều hàng mới luôn. Áo em mặc là có 3 màu các chị nhá. Màu vàng này, màu hồng này, màu vàng này, màu hồng này, màu xanh ghi. 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k và có đủ size cho các chị nhá. Quần em mặc là hiện tại sẵn tại shop là có 2 màu, màu nâu và màu vàng các chị này, màu nâu và màu vàng này, màu vàng đấy các chị này. Các chị mặc thử cái màu vàng này lên cực kỳ xinh luôn, cái màu vàng này lên cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Nhà em bây giờ sẵn tại shop là có 2 màu thôi ạ. Màu vàng và màu nâu, còn màu xanh và màu đen hiện tại đang về các chị nhá. À, chị Duyên Duy ơi, chị comment lại giúp em số điện thoại và địa chỉ của chị Duyên Duy nhá. Có free ship không chị? Chị ơi, nhà em không free ship chị nhá. Nhà em chỉ free ship khi mà các chị mua từ 2 sản phẩm trở lên các chị nhá. Nhà em sẽ free ship khi mà các chị mua 2 sản phẩm trở lên. Nên là nếu mà chị muốn free ship thì chị xem còn ưng cái gì nữa không thì các chị thì chị chọn nốt để nhà em ship tiện thể thì chị sẽ được free ship chị Duyên Duy nhá. Có áo form bình thường không phải crop top không? Chị Nguyễn Ngọc ơi có, chị nhá, em vừa lên nha. Chị có thích dáng sỏ ngón hay là không sỏ ngón thì em lên ạ. Chị thích dáng sỏ ngón hay không sỏ ngón thì em lên chị Nguyễn Ngọc ơi. Áo không crop top nhà em có hai dáng các chị nhá. Dáng có sỏ ngón và dáng không có sỏ ngón các chị nhá. Dáng có sỏ ngón thì nhà em hiện tại đang bán với giá là 220k, còn dáng không sỏ ngón thì nhà em bán với giá là 200k các chị nhá. Ok chị Duyên Duy nhá, chị Duyên Duy comment giúp em địa chỉ luôn chị Duyên Duy nhá. Chị Duyên Duy comment giúp em địa chỉ nữa chị Duyên Duy nhá. Sỏ hay không sỏ cũng được. Ok em lên cho chị xem thử một dáng á. Hàng em gửi chưa ạ? Chị Như Quỳnh ơi, nhân viên nhà em sẽ check lại đơn hàng của chị nhá. Em sẽ lên dáng không sỏ ngón cho chị xem nhá. Em sẽ lên một màu lên cái màu vàng không sỏ ngón cho các chị xem nhá. Xinh cực kỳ luôn các chị này. Em sẽ lên cái không sỏ ngón cho các chị xem các chị nhá.
dáng áo dài tay không sỏ ngón cho các chị xem các chị nhá. Dáng áo này cực kỳ xinh luôn, các chị có thể mặc thay áo giữ nhiệt được luôn các chị nhá, bởi vì dáng áo của nó rất là dễ mặc, dáng áo phổ thông rất là dễ mặc các chị này. Đây ạ, dáng áo không sỏ ngón đây các chị nhá. Dáng áo không sỏ ngón đây ạ. Dáng áo không sỏ ngón thì em có 3 màu các chị nhá. Chị ơi áo vàng chị mặc có không sỏ ngón không chị? Chị ơi áo vàng em mặc là vừa nãy em mặc là không có sỏ ngón đâu chị nhá. Áo vàng em vừa mặc là không có sỏ ngón đâu chị ạ. 60kg nhé. Chị Nguyễn Ngọc ơi 60 cân chị mặc vừa size L chị nhá. Áo này áo không sỏ ngón này nhé, em là có 3 màu chị này. Em cho chị xem 3 màu nhá, màu đen này. Dáng áo này không sỏ ngón này, dáng áo không sỏ ngón này nhà em các chị nhá. Dáng áo không sỏ ngón này nhà em có 3 màu ạ. Màu vàng như em đang mặc các chị này, màu vàng giống em đang mặc này các chị nhá. Màu hồng cam ạ và màu đen nữa các chị nhá. Đây ạ. Màu đen các chị này, màu đen này, màu hồng cam này và màu vàng giống em đang mặc các chị nhá. 200k các chị nhá. Áo em đang mặc là 200k các chị nhá. Em ơi có quần Joker không em? Chị Ruby Phạm ơi, chị muốn xem quần Joker thì chị inbox trực tiếp vào shop giúp gửi hình cho chị nhá. Hôm nay nhà em không lên Joker chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi ạ. Áo em mặc các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu các chị nhá. Màu vàng giống em đang mặc này, màu vàng này, màu đen này và màu hồng cam các chị nhá. 3 màu ạ, màu vàng này, màu đen và màu hồng cam các chị nhá. Màu nào cũng rất là xinh và cực kỳ dễ mặc luôn các chị ạ. Quan trọng là cái chất của nó các chị này, các chị sờ chất của nó này, nhà em bao chất cho các chị giặt máy giặt thoải mái, không bay không xù luôn các chị nhá. Bởi vì chất nhà em rất là đẹp các chị ạ. Nhà em xin cam đoan là chỉ bán hàng loại 1 các chị nhá. Nhà em không bán hàng loại 2, thế nên các chị đừng lăn tăn khi mà so sánh giá nhà em với cả chất nhà em với cả hàng loại 2 các chị nhá. Rồi ạ. Áo em mặc là 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k có 3 màu ạ. Màu vàng này, màu đen và màu hồng cam các chị nhá. Ok chị Duyên Duy nhá. An Đức Ninh Giang Hải Dương. Em lấy cái vàng lúc nãy chị mặc ý nhé. Em 49kg. Ok chị Duyên Duy nhá. Có chị nào ưng màu áo vàng giống em đang mặc không ạ? Chị nào ưng màu áo vàng giống em đang mặc nữa không ạ? Nhà màu áo em đang mặc có 3 màu các chị nhá. Màu vàng này, hồng cam và đen các chị nhá. Vàng, hồng cam và đen ạ. Còn quần em đang mặc là quần lửng các chị nhá. Em cho các chị xem dáng quần các chị nhá. Quần em đang mặc là các chị này, là dáng quần lửng các chị nhá. Quần em mặc là dáng quần lửng các chị nhá. Có 2 màu ạ, là màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần em mặc là có 2 màu ạ, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Qua sỏ ngón luôn em. Ok inbox chị. Qua sỏ ngón luôn. Ok chị Nguyễn Ngọc nhá, chị inbox trực tiếp vào shop chị Nguyễn Ngọc nhá. Quần em đang mặc là dáng quần lửng các chị nhá, 180k. Quần em đang mặc là dáng quần lửng ạ, 180k các chị nhá. Quần em mặc là dáng quần lửng 180k và có 2 màu các chị nhá. Là màu nâu, là màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần em mặc là có 2 màu, màu nâu và màu vàng các chị nhá. Quần em mặc là dáng quần lửng 180k và 2 màu nâu màu vàng các chị nhá. Còn áo em nó mặc là có 3 màu ạ, màu vàng, màu đen và màu hồng cam các chị nhá. Áo bạn mặc bao nhiêu? Chị Mai Ninh ơi, áo em nó mặc là 200k chị nhá. Áo em nó mặc là 200k các chị nhá. Chị nào ưng màu áo này nữa không ạ? Có chị nào ưng màu áo này nữa không ạ? Em lên một màu áo khoác nữa cho các chị xem nhá. Em lên một màu áo khoác nữa cho các chị xem nhá. Chị nào mà thích màu áo khoác mà không sỏ ngón giống như vừa nãy em mặc thì là mẫu này các chị nhá. Mẫu này nhà em không có sỏ ngón các chị nhá.
Màu áo khoác này nhà em không có sỏ ngón các chị nhá. Đây ạ. À, em lên màu đen cho các chị xem nhá. Áo này nhà em là có 3 màu các chị nhá. Áo này nhà em có 3 màu các chị ạ. À, áo này nhà em có 3 màu này, màu đen này. Các chị ạ, à, màu đen này. Màu đen này, màu xanh này các chị nhá. Màu xanh ạ, à, màu xanh ngọc ạ. À. Ờ, và đây là kiểu như màu nút đấy các chị. Áo em đang mặc nhá, áo khoác hôm nay em đang mặc ạ, à, áo khoác em đang mặc là 270k. Hôm nay chị nào mua trong livestream này chỉ còn 250k các chị nhá. Chị nào mà mua hàng trong livestream này thì áo này em giảm chỉ còn 250k các chị nhá. Có 3 màu ạ, à, áo này chị ơi phí ship bao nhiêu vậy? Mấy ngày thì tới nơi ạ? À? Phí ship nhà em đồng giá là 20k chị nhá. Hải Dương thì chắc là tầm 1-2 hôm chị nhá. 1-2 hôm là chị sẽ nhận được hàng chị nhá. Phí ship nhà em đồng giá là 20k chị nhá. Phí ship nhà em đồng giá là 20k. Và chị ở Hải Dương thì chắc tầm 1-2 hôm thì sẽ nhận được hàng chị nhá. Phí ship là 1 sản phẩm là 20k. Có 2 sản phẩm nhà em bán hàng các chị nhá. Các chị nào mà mua 1 sản phẩm thì nhà em sẽ đồng giá ship là 20k các chị nhá. Còn chị nào mà mua hàng từ 2 sản phẩm trở lên thì nhà em sẽ free ship các chị nhá. Chị nào mua hàng từ 2 sản phẩm trở lên thì nhà em sẽ free ship các chị nhá. Áo em đang mặc là có 3 màu chị nhá, màu đen này, màu nút và màu xanh cốm các chị nhá. 270k, chị nào mua hàng trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 250k các chị nhá. Chị nào mua hàng trong livestream ngày hôm nay thì nhà em chỉ còn 250k các chị nhá. Còn nhà em bán tại shop là áo này bây giờ là 270k cơ các chị ạ. Quần jogger Chị ơi hôm nay nhà em không lên quần jogger chị nhá. Hôm nay nhà em không lên quần jogger ạ. Chị nào mà muốn xem quần jogger thì các chị inbox trực tiếp cho shop. Shop sẽ gửi hình quần jogger cho các chị nhá. Chị nào muốn xem quần jogger thì các chị inbox trực tiếp cho shop các chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi ạ. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi các chị nhá. Áo em đang mặc này có 3 màu các chị này. Áo khoác em đang mặc này có 3 màu các chị nhá. Màu đen này, màu đen này, màu xanh cốm và màu nút các chị nhá. 3 màu ạ, màu đen này, xanh cốm này, xanh cốm và nút các chị nhá. 270k, hôm nay chị nào mua hàng trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 250k các chị nhá. Chị nào mà mua hàng trong livestream ngày hôm nay áo nhà em chỉ giảm còn 250k. Quần tập bao nhiêu em? Chị Lê Hoàng Ánh Vân ơi, quần tập em đang mặc có 2 màu, màu nâu và màu vàng là 180k chị nhá, đủ size chị nhá. Phí ship đồng giá 20k, vậy mà hôm trước quần giúp lấy 30k. 30k là hàng xả. Hàng xả là 30k, hàng mới là một sản phẩm là 20k. Chị Sunny, chị ơi, hôm trước chị lấy hàng bên nhà em là chị lấy hàng xả nhá, hàng sale nhá. Hàng sale nhà em thì nhà em sẽ tính phí ship bình thường là 30k, thế còn hàng mới, hàng mới nhà em sẽ hỗ trợ ship cho các chị là đồng giá hàng mới khi mà các chị mua thì là 20k các chị nhá. Còn đâu là hàng xả nhà em các chị phải hiểu là đã xả lỗ vốn rồi các chị nhá. Đã xả lỗ vốn thì các chị phải chịu ship ạ. Chứ nhà em không thể thể hỗ trợ ship cho các chị nhá. Mình đã hỗ trợ thêm mấy phần trăm ship một sản phẩm là 50k. Khi mà các chị mua hàng, các chị lưu ý giúp em là khi mà các chị mua hàng sale, hàng xả nhà em là nhà em đã sale và xả lỗ vốn rồi các chị nhá. Nên là cái phí ship thì các chị phải chịu. Còn khi mà các chị mà mua hàng mới nhà em thì nhà em sẽ cái hỗ trợ phần nào để cái ship cho các chị. Thì là cái hàng mới nhà em khi mà các chị mua một sản phẩm thì nhà em sẽ tính phí ship là 20k. Còn đâu các chị nào mà mua từ 2 sản phẩm trở lên thì phí thì nhà em sẽ free ship các chị nhá. Còn hàng sale, hàng xả nhà em đã là lỗ vốn rồi nên là các chị sẽ chịu cái phí ship đấy giúp nhà em các chị nhá. Mình không lấy hàng xả. Cho em xem áo khoác bao nhiêu vậy? Chị Xuân Phương Lê ơi, áo khoác em nó mặc là 270k. Hôm nay mua hàng trong livestream này thì chỉ còn 250k các chị nhá. Áo khoác em đang mặc hôm nay sale chỉ còn 250k các chị nhá. Áo khoác em đang mặc là 250k, 270k sale còn 250k các chị nhá. Ba màu ạ, màu xanh cốm ạ, màu xanh cốm này, màu nút và màu đen các chị nhá. Ba màu ạ, màu đen này, màu nút và màu xanh cốm các chị nhá. 270k, chị nào mà mua hàng trong livestream ngày hôm nay thì chỉ còn 250k thôi các chị nhá. Hôm nay chị nào mà mua hàng trong livestream ngày hôm nay thì áo khoác của nhà em sale chỉ còn 250k thôi các chị nhá. Hôm nay like dày không em? Chị Kim Nguyễn, Kim Nguyễn ơi, hôm nay nhà em không like dày chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng mới thôi ạ.
Còn nếu mà các chị muốn mua hàng sale gì thì các chị inbox trực tiếp cho nhà em các chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi các chị nhá. Áo khoác em đang mặc ạ, 3 màu các chị nhá, đủ size các chị nhá. 3 màu ạ, màu đen này, màu nút và màu xanh cốm các chị nhá. Mặc cái áo xanh vô chân chị. Ok, mặc áo xanh. Em sẽ lên màu xanh cốm cho các chị xem nhá. Em lên màu xanh cốm lên cho các chị xem các chị nhá. Màu xanh cốm này nhà em cực kỳ xinh luôn các chị này. Em sẽ lên cho các chị xem màu xanh cốm nhá. Đây các chị nha, màu xanh cốm này ạ, màu xanh cốm lên cực kỳ xinh luôn các chị này. Màu xanh cốm rất là xinh luôn, chị nào hỏi màu xanh cốm này ạ. Màu xanh cốm em lên cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Đây ạ, chị nào hỏi màu xanh cốm này ạ. Màu xanh cốm em lên cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Các chị nhìn thấy màu xanh cốm không ạ? Từ form đến dáng đến chất cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà nhận hàng, các chị nhận hàng và xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhà em nhá. Màu xanh cốm lên cực kỳ xinh luôn, chị nào hỏi màu xanh cốm đấy ạ. Rồi các chị nhìn rõ màu xanh cốm không ạ? Màu xanh cốm nha em đây các chị nhá. Màu xanh cốm nha em đây ạ. Lên cực kỳ xinh luôn các chị này, lên form lên dáng cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Áo em nó mặc này 270k, hôm nay sale chỉ còn 250k các chị nhá. 270k hôm nay sale chỉ còn 250k các chị nhá. Có chị nào ưng cái màu xanh cốm đây không ạ? Áo khoác này nhà em có 3 màu đấy các chị này. Áo khoác này nhà em có 3 màu các chị nhá. Màu xanh cốm như em đang mặc này, màu nút và màu đen. Màu nút và màu đen các chị nhá. Em vừa mặc màu đen đấy ạ. Lấy em áo khoác đen nhé, vừa đi ship cho em nhá. Ok chị Duyên Duy nhá. Ok chị Duyên Duy ạ. Chị Huệ Lê ơi, chị comment giúp em số điện thoại và địa chỉ chị Huệ Lê nhá. Chị Huệ Lê comment giúp em số điện thoại và địa chỉ chị Huệ Lê nhá. Áo khoác này có size không? Chị Phương Jin ơi, áo khoác của em có size chị nhá. Áo và quần em đều đủ size các chị nhá. Áo và quần em đều đủ size SML các chị nhá. Áo và quần em đều đủ size SML các chị nhá. Chị nào mà lấy thì comment giúp em chiều cao và cân nặng các chị nhá. Chị nào mà lấy áo hay là quần các chị ưng mẫu nào các chị comment giúp em chiều cao và cân nặng. Nhà em sẽ ướm size cho các chị nhá. Duyên Duy, chị gửi bưu điện xã hay qua phát nhanh Viettel vậy chị? Chị Duyên Duy ơi, nhà em gửi Viettel chị nhá. Phương Jin, 56kg, 56 cân, chị cao 1m bao nhiêu chị ơi? 56 cân thì chị sẽ mặc size L chị nhá. Nhưng mà chị cao bao nhiêu ạ? Chị cao 1m bao nhiêu ạ? Chị Phương Jin. Rồi, chị nào mà ưng mẫu nào thì comment giúp em chiều cao và cân nặng. Nhà em sẽ ướm size và gửi hàng cho các chị nhá. Các chị comment, các chị chỉ việc comment giúp em chiều cao và cân nặng thôi ạ. Có chị nào ưng mẫu áo khoác em đang mặc nữa không ạ? Có chị nào ưng mẫu áo khoác em đang mặc không ạ? Các chị chia sẻ livestream giúp em với ạ. Các chị chia sẻ mạnh tay livestream giúp em với ạ. Chị nào đang xem Jumzin 1 chấm, các chị chia sẻ mạnh tay livestream giúp em các chị nhá. Để đông lượt xem thì em sẽ lên mẫu tiếp theo các chị nhá. Chị nào đang xem comment giúp em. Chị nào đang xem thì comment giúp em 1 chấm thì em biết là các chị đang xem các chị nhá. Áo khoác em đang mặc các chị nhá. Áo khoác em đang mặc ạ, có 3 màu các chị nhá. Màu xanh cốm này, màu nút và màu đen các chị nhá. 3 màu ạ, màu xanh cốm, màu nút và màu đen các chị nhá. Đủ size SML cho các chị lựa chọn các chị nhá. Áo em đang mặc đủ size SML các chị nhá. Huệ Lê, chị có đặt hàng bên em rồi. Ok chị Huệ Lê nhá, nhà em sẽ check lại chị nhá, chị Huệ Lê nhá. Chị Huệ Lê, nếu mà chị có chị cho em xem cái áo cổ chị đang mặc đi chị. Đây chị nha, em sẽ cho các chị xem mẫu áo bên trong em đang mặc đây ạ. Mẫu áo bên trong em đang mặc các chị nhá, có 3 màu các chị nhá.
áo em mặc có 3 màu ạ, màu vàng này, màu nút và màu đen các chị nhá. Mặc có 3 màu này, màu vàng, màu nút và màu đen các chị nhá. Đây ạ. Áo em nó mặc này có 3 màu các chị nhá. Màu đen này. Các chị nhìn rõ màu đen không ạ? Màu đen này, màu nút này. Và màu vàng em nó mặc các chị nhá, 3 màu ạ. 200k các chị nhá, đủ size SML các chị nhá. Áo em mặc là đủ size SML có 3 màu các chị nhá, màu vàng, màu đen, màu nút các chị nhá. Không áo khoác ý ạ. À đây ạ. Đây chị nhá. Nhà em có hai dáng này, áo khoác nhà em bây giờ có hai dáng này, một dáng sỏ ngón cổ tàu và dáng này các chị nhá. Đây ạ, cổ áo của nó đây các chị nhá. Cổ này thì nó chỉ là cổ tròn bình thường thôi các chị nhá. Còn chị nào còn thích dáng cổ tàu mà sỏ ngón thì em sẽ lên cho các chị xem nhá. Nhà em còn một dáng nữa, dáng cổ tàu có sỏ ngón các chị nhá. Còn dáng này không có sỏ ngón đâu các chị ạ. Dáng này tay của nó suông bình thường thôi, không có sỏ ngón các chị nhá. Còn chị nào ưng mẫu sỏ ngón và cổ tàu thì em sẽ lên lại cho chị xem nhá. Rồi, áo bên trong em đang mặc các chị nhá. Áo bên trong em mặc ạ, có 3 màu các chị nhá. Màu vàng này, màu nút và màu đen các chị nhá. Màu vàng này, màu nút này và màu đen các chị nhá. 3 màu ạ, cực kỳ xinh, màu nào cũng rất là xinh này. Các chị nhìn chất của nó này. Chất nhà em nói ngay từ đầu like đó, nhà em chỉ bán hàng loại 1 nên em bao cho các chị nhá. Về giặt máy giặt thoải mái, không bay không xù luôn các chị nhá. Áo này co giãn, chất thun co giãn 4 chiều mặc cực kỳ thích luôn. Nó các chị đi tập hay đi chơi thoải mái. Thực ra là cái áo này nó dáng phổ thông ấy, nên là các chị mặc kiểu gì cũng được, các chị mặc đi chơi hay đi tập thoải mái luôn. Cái thứ hai là gì? Nó rất là ấm, mặc rất là hợp cái thời tiết này các chị ạ. Các chị có thể mặc cái áo này thay áo giữ nhiệt để các chị nhá. Các chị có thể mặc áo này thay được áo giữ nhiệt luôn, nên là rất là dễ mặc, các chị mua một bằng được hai các chị nhá. Người ta gọi đây là áo 2 trong 1 đấy các chị ạ. Một cái bao nhiêu chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị đang hỏi áo hay quần ạ? Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị hỏi áo hay quần chị Nguyễn Thị Khuyên ơi. Phương Jin. Ok chị Phương Jin chị nhá. Ok em chốt đơn cho chị Phương Jin rồi, chị Phương Jin nhá. Nhiều kg. Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị 52 cân thì chị mặc size M chị Nguyễn Thị Khuyên nhá. Chị đang hỏi áo hay quần? Áo ạ, đúng rồi ạ. Áo chị đang mặc, chị 52 cân thì chị mặc size giống em đang mặc chị nha. Chị cao 1 mét bao nhiêu ạ? Em bảo với chị lên mến nhân mến ấy. Phải nhân mến lấy cái màu đen. Mình áo bạn đang mặc màu đen nhớ. Ok chị Tài nhân mến nhá. Chị Tài nhân mến comment giúp em. Chị comment giúp em địa chỉ chị Tài nhân mến nhá. Chị Tài nhân mến comment giúp em địa chỉ chị Tài nhân mến nhá. À chị Tài nhân mến ơi, chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu để em ướm size gửi cho chị ạ? À? Chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu chị Tài nhân mến ơi? Chị Hằng Ruby, Hằng Ruby ơi, chị lấy cái gì ạ? À? Chị Hằng Ruby ơi, chị lấy cái gì đấy ạ? À? Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị 1m56 mà 52kg, chị mặc giúp em size M chị nhá. Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị 52kg, 1m56, chị mặc giúp em size M chị Nguyễn Thị Khuyên nhá. Chị lấy màu gì ạ? Chị lấy màu gì chị Nguyễn Thị Khuyên ơi? Các chị lấy, các chị ưng sản phẩm nào thì các chị comment giúp em màu này, cộng sản phẩm này, cộng chiều cao và cân nặng các chị nhá. Em sẽ ướm size và gửi cho các chị nhá. Các chị ưng mẫu nào thì comment giúp em chiều cao, cân nặng này, địa chỉ này, số điện thoại và màu các chị nhá. Em sẽ ướm size gửi cho các chị nhá. Có đen không? Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, có đen chị nhá. Áo em nó mặc có đen chị này, đây ạ, đen đây ạ. Chị lấy màu đen đúng không ạ? Màu đen đây các chị nhá. Áo em mặc màu đen đây các chị nhá. Áo em đang mặc màu đen đây ạ. Các chị nhìn rõ không ạ? Áo em đang mặc màu đen đây các chị nhá. Chị ơi, áo này nhà em là 200k chị nhá. Áo nhà em, áo em đang mặc là 200k chị nhá. Có 3 màu ạ. Màu vàng này, màu đen và màu nút em đang cầm đấy các chị nhá. Màu nút này, màu đen, màu vàng các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu ạ. Màu vàng, màu đen, màu nút các chị nhá. 3 màu ạ. 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k các chị nhá. Rồi có chị nào ưng mẫu áo này được không ạ? Có chị nào ưng mẫu áo này được không ạ? Áo em mặc là 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k và có 3 màu ạ. Màu vàng này, màu đen và màu nút các chị nhá. 3 màu ạ, màu nút này các chị nhá, các chị nhìn rõ không ạ? Lại pin yếu rồi. Pin yếu à? Chưa chị có pin yếu cổ điện.
ba màu các chị nhá, màu đen này, màu nút và màu vàng các chị nhá. Áo em mặc có 3 màu ạ, màu đen, màu nút và màu vàng các chị nhá. 200k các chị nhá, áo em mặc là 200k các chị nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm ấy ạ, chị nào đang xem cho em xin một chấm với các chị nhá. Các chị cho em xin một chấm và bớt ra cho em mấy giây để xem giúp em cái livestream các chị nhá. Máy nào yếu đi em đấy nè. Thun gì giá nhiêu tiền? Chị ơi, áo này mặc nhá, rất là thoải mái, các chị không sợ lộ bụng luôn. Áo này mặc rất là thoải mái các chị này. Bởi vì nó không phải là dạng bó sát nhưng mà nó không có giãn. Áo này nhà em co thun co giãn 4 chiều thoải mái luôn, các chị có nhìn rõ không ạ? Áo này nhà em là chất thun co giãn 4 chiều thoải mái luôn các chị nhá. Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, ok chị nha, chị một đen đúng không ạ? Chị comment giúp em chiều cao và comment giúp em địa chỉ và số điện thoại chị nhá. Chị comment giúp em địa chỉ và số điện thoại chị nhá. Nhà em sẽ ship hàng cho chị ạ. Các chị đang xem cho em xin một chấm nữa các chị nhá. Các chị bỏ ra mấy giây xem giúp em cái livestream để mọi người vào đông đông để em bắt đầu lên hàng mới nữa các chị nhá. Các chị bỏ ra giúp em mấy giây xem giúp em cái livestream các chị nhá. Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị comment giúp em số điện thoại và địa chỉ chị Nguyễn Thị Khuyên nhá. Chị Nguyễn Thị Khuyên comment giúp em số điện thoại và địa chỉ chị Nguyễn Thị Khuyên nhá. Rồi, chị nào đang xem cho em xin một chấm với các chị ạ. Áo em đang mặc các chị nhá, áo em mặc có 3 màu ạ. Màu vàng này, màu nút và màu đen các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu ạ, màu vàng, màu nút, màu đen ạ. Còn chị nào thích dáng giống áo em đang mặc nhưng mà có sỏ ngón thì nhà em cũng có luôn các chị nhá. Chị nào mà thích form áo em đang mặc nhưng mà có sỏ ngón thì nhà em cũng có luôn các chị nhá. Em vừa lên lúc đầu like đấy ạ. Like đầu tập yoga không ạ? Chị Kim Ly ơi, hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi chị nhá. Còn chị muốn xem mẫu nào thì chị inbox trực tiếp cho shop chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Khuyên nhá. Em chốt đơn cho chị Nguyễn Thị Khuyên rồi, chị Nguyễn Thị Khuyên nhá. Chị Nguyễn Thị Khuyên ơi, chị lấy một sản phẩm thì đồng giá nhà em sẽ là 20k ship chị nhá. Chị lấy một sản phẩm thì nhà em sẽ đồng giá là 220k ship chị nhá. Còn hàng mới nhà em, các chị mua từ 2 sản phẩm trở lên thì nhà em sẽ phờ đi ship với các chị nhá. Còn lâu các chị mua một sản phẩm thì nhà em đã hỗ trợ ship rồi thì nhà các chị chỉ cần chịu 20k ship nữa thôi ạ. Qua mẫu đi em. Nghe nhỏ quá. Nghe nhỏ quá chị ơi. Các chị có nghe rõ không ạ? Các chị có nghe rõ đó không ạ? Rồi, có chị nào ưng mẫu áo này được không ạ? Em sẽ qua mẫu các chị nhá. Em sẽ lên quần dài cho các chị xem các chị nhá. Em lên quần dài cho các chị xem được không ạ? Em lên quần dài chị nhá. Quần này quần gì? Quần này quần nào? Gì? Mặc gì? Mẫu này. Em lên một mẫu quần dài nữa cho các chị xem nhá. Mẫu quần này quần màu mới, cực kỳ xinh luôn. Mẫu mới về của nhà em các chị nhá. Màu cực kỳ xinh luôn các chị này. Em lên mẫu quần mới cho các chị xem nhá.
chơi quần dệt này mấy màu đi chị? 3 màu. Hôm nay màu đen. Màu đen. Mẫu quần dệt em đang mặc các chị nhá. Em lên mẫu quần dệt mới nha em các chị nhá. Mẫu quần dệt mới về luôn các chị nhá. Em có loại có mũ không chị Nguyễn Hà ơi? Áo nhà em có mũ các chị nhá. Chị nào mà muốn xem jogger này hoặc là áo mẫu có mũ thì các chị inbox trực tiếp vào shop các chị nhá. Các chị inbox trực tiếp vào shop, shop sẽ gửi hình cho các chị xem các chị nhá. Rõ mà, ok chị Thúy Phạm ạ. À. Em cảm ơn chị Thúy Phạm ạ. À. Em lên một mẫu quần dệt mới cho các chị xem nhá. Mẫu quần dệt mới nha em đây ạ. À. Đây các chị nhá, mẫu quần dệt mới nha em này, em lên màu nút cho các chị xem nhá. Mẫu quần dệt mới này màu nút cực kỳ xinh luôn các chị này, các chị nhìn rõ không ạ? Lên mông, lên form, lên dáng cực kỳ đẹp luôn các chị này. Các chị nhìn thấy không ạ? Lên mông, lên form, lên dáng cực kỳ đẹp luôn. À, mẫu này nhà em có 4 màu các chị nhá. Màu ghi ạ, màu ghi ạ, màu xanh cô ban ạ. Màu ghi này, màu xanh cô ban, màu đen các chị nhá. Mẫu này nhà em có 4 màu chị nhá. Màu đen này, màu ghi này và màu xanh coban và màu nút em nó mặc các chị nhá. Mẫu này nhà em đủ size SML các chị ạ. Mẫu này nhà em đủ size SML nhá. Chị nào lấy mẫu nào thì comment giúp em chiều cao và cân nặng. Nhà em sẽ ướm size và gửi cho các chị nhá. Quần này nhà em các chị nhá. Quần này nhà em có 4 màu các chị này. Quần này nhà em có 4 màu này, màu nút giống em đang mặc các chị nhá. Màu nút giống em đang mặc này. Màu ghi này các chị nhá. Các chị nhìn rõ màu ghi không ạ? Màu ghi này, màu xanh coban này và màu đen các chị nhá. Thấy mình không? Chị Trang Trần ơi, em thấy chị Trang Trần, em chào chị Trang Trần nhá. Các chị ơi, em sẽ lên mẫu quần dệt mới nha em nhá, cùng với cả cái áo crop top tay dài nha em nhá, cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Em sẽ lên một mẫu crop top sỏ ngón cho chị xem các chị nhá. Đây các chị nhá, em sẽ lên màu áo này nha em này. Các chị nhìn rõ không ạ? À? Màu áo này nha em nhá, màu áo mới nha em này. Nhún bụng các chị nhá. Màu áo nhún bụng này nha em này, cùng với cả quần dệt mới nha em nhá. Quần dệt mới này nha em có 4 màu các chị này. Quần dệt mới này nha em có 4 màu các chị nhá. Quần dệt mới về nha em có 4 màu các chị này. 220k các chị nhá. 220k mà có 4 màu này, màu nút này, màu ghi các chị nhá. Các chị nhìn rõ màu ghi không ạ? Màu nút này, màu ghi này, màu xanh coban này, các chị nhìn rõ không ạ? Màu nút, màu ghi, màu xanh coban và màu màu đen các chị nhá. Đủ size SML ạ. Còn áo em nó mặc là có áo em mặc là có 3 màu các chị nhá. Áo em mặc có 3 màu ạ. Màu màu gạch này, màu xanh này và màu ghi các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu ạ. Màu gạch này, màu ghi và màu xanh các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu ạ. Màu gạch, màu ghi và màu xanh ạ. Quần thì có 4 màu các chị nhá. Thúy Phạm ôm quần che mất quần đang mặc không thấy form. Đây các chị nhá. Đây ạ. Em cho các chị xem form quần nhà em này. Đây ạ. Cạp cực kỳ cao luôn các chị nhá. Đây ạ, em đứng lên cho các chị xem này. Đây ạ, form quần nhà em đây các chị nhá.
Cạp cực kỳ cao luôn ạ, các chị nhìn rõ không ạ? Cạp cực kỳ cao luôn đây ạ, đằng sau quần đây các chị nhá. Đằng sau quần em đây các chị nhá. Đằng sau quần đi ạ. Cạp cực kỳ cao luôn các chị nhá. Cạp của quần này rất là cao và ren bụng rất là tốt luôn các chị này, các chị nhìn rõ không ạ? Cạp quần em đây các chị nhá. Các chị nhìn rõ không ạ? Cực kỳ cao luôn các chị nhá. Cạp quần em cực kỳ cao và form này các chị nhìn thấy không ạ? Mặc quần này lên mông mông mái nhìn rất là đẹp luôn các chị nhá. Thứ hai nó ren bụng rất là tốt. Cái đường dệt của nó các chị này, cái đường dệt của nó mặc lên cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Đường dệt của quần này mặc lên cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Quần em mà có 4 màu các chị nhá. Các chị nhìn rõ chưa ạ? Các chị nhìn rõ không ạ? Quần em mà có 4 màu này, màu nút này. Màu nút, màu ghi, màu đen và màu xanh các chị nhá. Màu nút này em đang mặc các chị nhá. Màu ghi đây ạ. À, màu xanh ạ. Màu xanh coban và màu đen các chị nhá. Màu đen này, màu xanh coban này. Màu ghi các chị nhá. Và màu nút em đang mặc ạ. Có 4 màu ạ. Màu nút em mặc này, màu ghi này, màu xanh coban này và màu đen các chị nhá. Còn áo crop top nhún bụng em đang mặc thì có 3 màu thôi các chị nhá. Màu gạch này, màu ghi này các chị nhá. Màu gạch này, màu ghi này và màu xanh các chị nhá. Áo nhún bụng em đang mặc là có 3 màu ạ. Màu gạch này, màu ghi và màu xanh các chị nhìn rõ không ạ? Đây ạ. Free hay có phân size bạn? Chị Quỳnh Nguyễn ơi. À ok, chị Phương Nguyễn nhá. Lấy màu ghi và màu đen size S. Chị Phương Nguyễn ơi, chị comment giúp em địa chỉ chị Phương Nguyễn nhá. Quỳnh Nguyễn free size hay có phân size bạn? Chị Quỳnh Nguyễn ơi, cái quần và áo nhà em đều có đủ size chị nhá. Quần và áo nhà em đủ size SML các chị nhá. Có quần Zumba không em ơi? Chị Huệ Nguyễn ơi, nhà em có quần Zumba chị nhá. Chị muốn xem mẫu nào thì chị inbox trực tiếp cho shop chị nhá. Chị inbox trực tiếp cho shop thì shop sẽ tư vấn cho chị nhá. Shop sẽ tự gửi ảnh thật cho chị xem chị nhá. Quần chất gì vậy chị? Chị ơi, quần nhà em là chất thun co giãn 4 chiều chị nhá. Quần nhà em là 220k. Quần nhà em là 220k các chị nhá. Quần nhà em là 220k. Còn áo nhà em là 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k, còn quần em mặc là 220k các chị nhá. Size L thì bao nhiêu gram mặc vừa? Chị Quỳnh Nguyễn ơi. Cái size L thì tùy, còn tùy theo chiều cao cân nặng ấy. Nhiều chị ví dụ cao 1m7 nhưng mà là chị nặng 57-58 cân, chị mặc size L bình thường. Nói chung là nhà em cái size L nó còn phải tùy thuộc theo chiều cao cân nặng của các chị nữa các chị nhá. Chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu ạ? Quần không phải sao ạ? Chị Phương Nguyễn ơi không chị nhá. Quần em mặc ạ, quần em mặc là 220k các chị nhá. Quần em mặc là 220k, còn áo em mặc là mùa 200k các chị nhá. Cả quần cả áo nhà em đều đủ size SML các chị nhá. Cả quần cả áo nhà em đều đủ size SML cho các chị chọn các chị nhá. Cao 1m58 nặng 62 bạn. Chị Quỳnh Nguyễn ơi, chị 1m58 mà nặng 62 cân thì chị vẫn vừa size L chị nhá. Chị vẫn vừa size L chị Quỳnh Nguyễn nhá. Quần 1m7 nặng 53kg được không ạ? Chị Quỳnh Kim Dung ơi, quần chị 1m7 mà nặng 53kg chị mặc thoải mái luôn chị nhá. Chị mặc size L là ok chị nhá. Bởi vì là cái form quần nhà em là chất thun. Chị Phương Nguyễn ơi, hôm nay nhà em không sale các chị nhá. Hôm nay nhà em là lên toàn hàng new thôi các chị nhá. Hôm nay nhà em lên toàn hàng new, nhà em không có sale các chị nhá. Hôm nào nhà em sale thì nhà em sẽ thông báo các chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi các chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi ạ. Đến lúc mua hàng sale vẫn bụng bình thường. Có chị nào, còn chị nào mà muốn xem jogger này hay là màu áo khoác có mũ hay là những mẫu khác ấy thì các chị inbox trực tiếp cho shop nha. Shop sẽ gửi hình cho các chị xem các chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ lên hàng new thôi ạ. Phương Nguyễn ừ vậy thôi chị không đặt. Ok chị Phương Nguyễn nha. Kim Dung
có nhân kéo không ạ? Có ngăn không chị? Chị ơi, quần này nhà em, quần nhà em là không có khóa hay là không không có túi và cũng không có khóa chị nhá. Bởi vì quần tập chỉ có quần jogger là có khóa với cả có túi thôi. Chứ còn đâu những cái loại quần thun co giãn 4 chiều này thì không hề, rất là ít ạ. Đa số là không có luôn ạ. Còn nếu mà nó có túi thì nó chỉ có ở đằng sau cái cạp này thôi các chị nhá. Còn mấy cái loại quần thun này thì đa số là không có khóa và không có túi các chị nhá. Bởi vì là từ các chị phải hiểu là nó đang bó như thế mà tự nhiên bây giờ mình thêm một cái túi hay là một cái khóa mà nhìn nó rất là vô lý, rất là xấu. Nó chỉ ví dụ như là chị muốn mặc có túi, có khóa để đựng điện thoại hay là các thứ cho nó dễ thì chị lên mua quần jogger các chị nhá. Bởi vì jogger thì đa số nó đều có khóa và túi, nên là chị nào mà muốn mà tiện mà muốn có khóa có túi thì các chị muốn lên chuyển sang jogger các chị nhá. Rồi, có chị nào ưng áo em nó mặc không ạ? Có chị nào còn ưng áo em nó mặc nữa không ạ? Có ngắn không chị? À chị Kim Dung ơi, chị đang hỏi mẫu quần ngắn không ạ? Đúng không ạ? Còn quần em đang mặc này là dáng dài chị nhá. Quần em đang mặc là dáng dài các chị nhá. Quần em đang mặc là dáng dài các chị ạ. Còn mẫu dáng ngắn thì em vừa lên mẫu dáng ngắn có hai màu nâu, nâu tây và vàng đấy các chị ạ. Em giơ lại chị Dung xem nhá. Đây ạ, màu nâu tây, màu vàng chị nhá. Đây ạ, nếu mà chị muốn mẫu ngắn ấy, áo đẹp quá. Ô, em chào chị Thúy Nguyễn nhá. Đây ạ, nếu mà các chị nào mà muốn mà ưng dáng ngắn thì nhà em có mẫu này các chị này. Mẫu này thì nhà em hiện tại ấy, tại shop thì nhà em chỉ có hai màu thôi các chị nhá. Tại shop thì nhà em chỉ còn có hai màu này, sẵn hai màu là màu vàng và màu nâu tây thôi chị nhá. Đây là dáng ngắn nhà em các chị nhá. Thực ra là còn cả màu đen với cả màu xanh nữa. Nhưng mà màu đen màu xanh thì nhà em đang đặt hàng rồi, thì tầm 2 ngày nữa là hàng sẽ về. Chị nào mà ưng màu xanh hoặc là màu đen thì các chị cứ inbox cho shop, thì 2 ngày nữa hàng về shop sẽ gửi hàng cho các chị nhá. Còn hiện tại thì mẫu ngắn nhà em chỉ đủ, chỉ còn sẵn hai màu là màu nâu và màu vàng thôi các chị nhá. Vì em cao mua toàn ngắn chị ạ. Chị Kim Dung ơi, chị mặc size L thoải mái không sợ ngắn chị nhá. Em 1m65 em mặc vẫn còn đang bị trùng nên chị hơi trùng một chút đấy chị này. Đến mắt cá chân thì em đang mặc size M, mà đến mắt cá chân thì chị mặc 1m7 thì chị mặc size L thoải mái không sợ ngắn chị nhá. Bởi vì là cái chất quần nhà em là chất thun co giãn 4 chiều, nó co giãn theo chiều dài của cơ thể nên các chị không lo các chị nhá. Quần em mặc là 2, quần thun dệt em đang mặc là 220k các chị nhá. Quần thun dệt em mặc là 220k các chị nhá. Còn áo em mặc là 200k các chị nhá. Áo em mặc là 200k. Áo đẹp quá, có màu đen không? Chị Mỹ Hạnh ơi, nhà em đây nhá, áo nhà em đây nhá. Áo nhà em có 3 màu đây chị nhá, không có đen chị ạ. Có đen nhỉ? Đen là cái mẫu kia. Đây chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu chị này, màu ghi các chị nhá. Áo em mặc là có 3 màu, em giơ lại cho các chị xem nhá. Màu ghi này, màu xanh coban và màu gạch em đang mặc nhá. Màu gạch này rất là xinh này. Màu gạch này rất là xinh các chị này, dễ phối quần áo nữa. Chị nào mà ưng mẫu này thì em thấy các chị lấy màu gạch này xinh này. Nói chung là 3 màu nào cũng rất là xinh, nhưng mà em mặc nên màu gạch thì em thấy là xinh nhất. Đây nhá, màu ghi các chị này. Màu ghi này cũng rất là xinh này. Màu ghi này, màu xanh coban các chị nhá, và màu gạch em đang mặc các chị nhá. Chị đứng lên em nhìn cái quần. Chị Kim Dung ơi, ok chị nhá, chị đợi em một chút nhá. Shop mình ở đâu ạ? Chị Thanh Lê ơi, shop em ở Láng Hạ chị nhá. Đây ạ. Màu áo em đang mặc đây các chị nhá, 3 màu các chị này. Nhún ở eo này mặc rất là xinh các chị nhá. Áo nhún ở eo này mặc cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Màu xanh coban này, màu ghi và màu gạch này các chị nhá. Còn quần ấy, quần em đang mặc thì có 4 màu các chị ạ. Màu nút này, màu ghi và màu xanh, màu đen các chị nhá. 4 màu, em đứng lên cho các chị xem quần các chị nhá. Em đứng lên cho các chị xem quần nhá. Đây ạ, quần nhà em đây các chị nhá. Lên form lên dáng cực kỳ xinh luôn các chị này. Đây ạ, các chị nhìn thấy form quần không ạ? Cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Đây ạ, không hề ngắn đâu chị Kim Dung nhá. Em 1m65 mà em đang mặc size M mà. Đây ạ, nó còn co giãn theo chiều dài của cơ thể, các chị có thể mặc dài hơn nữa rồi các chị, nên là các chị không phải lo là bị ngắn đâu các chị nhá. Quần này nó co giãn theo chiều dài cơ thể nên các chị không phải lo là bị ngắn đâu các chị nhá. Quần em mặc là 220k các chị nhá. Quần em mặc là 220k.
Quần em mặc là 220k, còn áo em mặc là 200k các chị nhá. Quần em mặc là 220k, còn áo em mặc là 200k các chị nhá. Chị nằm 1m7 thì các chị mặc size L thoải mái, bởi vì là chị 1m7 mà chị có 53 cân đúng không chị Kim Dung? Đúng rồi, chị 1m7 mà chị 53 cân có nghĩa là chị mặc size L thoải mái, bởi vì 53 cân thực ra nhìn chị cũng đang rất là gầy nên chị mặc cái quần này thoải mái luôn chị nhá. Bởi vì là cái này nó form của nó là form có dán 4 chiều nên các chị không phải lo là bị cộc đâu. Rồi, có chị nào mà ưng mẫu em đang mặc nữa không ạ? Chị nào mà hôm nay không có thời gian mà xem live stream thì lát nữa các chị về các chị xem lại live stream. Các chị ưng mẫu nào thì các chị chụp màn hình lại và gửi cho shop các chị nhá. Thì shop sẽ inbox trực tiếp cho shop, shop sẽ check inbox của các chị nhá. Các chị ưng mẫu nào thì các chị chụp màn hình, sau đó là inbox trực tiếp cho shop, gửi cho shop các chị nhá. Shop sẽ gửi hàng và tư vấn trực tiếp cho các chị nhá. Rồi, em chào các chị nhá.